Thưa quý vị, vào ngày Chủ nhật ngày 15 tháng 9 vừa qua, Thánh thất cao đài tại Wichita, Kansas tưng bừng tổ chức mừng sinh nhật kỷ niệm 100 năm. Wichita hôm nay thời tiết rất đẹp, các tín hữu cao đài, các hội đoàn, đồng hương khắp nơi, tề tụ về tham dự rất đông. Đặc biệt trong quan khách được mời đến tham dự, chúng tôi thấy có một vị giáo sư người Hoa Kỳ cùng các môn sinh của ông. Ông tên là Michael Wake, là giáo sư nhân chủng học tại trường đại học Kansas State University, người chuyên nghiên cứu về đạo cao đài tại Việt Nam. Và sau đây là đôi lời chia sẻ của ông. So I study Cao Dai. I've been to Vietnam 4 times, and I go to Tây Ninh and meet friends in Tây Ninh. I really love Cao Dai. I love the way Cao Dai brings together many different religions and focuses on love and justice and service. And I just love being here today to see everybody come together to celebrate 100 years of this beautiful religion. Làm nhiệm vụ trao giải thưởng cho các học sinh giỏi thì em đã rất là gần với cái công việc thường ngày của em là một giáo viên, khuyến khích những các em học sinh của thế hệ tương lai học giỏi, là một hình thức rất là tốt nên tiếp tục cô phát triển. Cũng buổi sáng Chủ nhật hôm nay, ban tổ chức, ban trị sự và quý đồng đạo vào lúc 9 giờ sáng cùng nhau trong nghi thức lễ thượng phước và sau đó là thả những quả bóng cùng màu của thánh thất lên bầu trời trong xanh. Kính thưa quý thính giả, sau đây là ông chánh trị sự thánh thất cao đài Nguyễn Văn Hai tại Wichita, Kansas, có đôi lời cảm tưởng nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập thánh thất tại Wichita, Kansas. Hôm nay tất cả đồng đạo khắp nơi trên toàn thế giới của Tôn giáo Cao Đài rất là hân hạnh để kỷ niệm 100 năm ngày đạo Cao Đài được hoằng khai tại tỉnh Tây Ninh, nước Việt Nam. Và chúng tôi xây dựng cái cơ sở đạo ở Wichita này mới có 14 năm so với 100 năm. Toàn thế giới nơi nào có tín đồ Cao Đài là nơi đó có phần tổ chức cái buổi tiệc mừng cho nền đạo được 100 tuổi. Thưa quý vị, một lần nữa tôi rất là vinh dự được thầy mời với tư cách là đại diện cộng đồng Việt Nam đến đây tham dự buổi lễ. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn thầy rất nhiều về cái ngày kỷ niệm 100 năm khai đạo đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tây Ninh. Kính chào quý vị. Đúng 12:30 khai mạc buổi lễ với các chức sắc cao đài cùng với các hội đoàn quan khách di chuyển đến chánh điện thánh thất lãnh lễ. Và sau đó, mọi người cùng vào hội trường thánh thất để khai mạc chương trình mừng 100 năm ngày thành lập đạo Cao Đài. Mở đầu là nghi thức chào cờ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và Phúc Hoàng Niệm. Oh,
Quý vị, sau nghi thức chọc quốc kỳ và phút mặc niệm, tiếp theo, ban tổ chức giới thiệu quan khách đến tham dự. Và sau đó, ông chánh trị sự Nguyễn Văn Hai có một đôi lời trân trọng cảm ơn đến toàn thể quan khách đến tham dự. Xin thay mặt đồng đạo Thanh Thất và điện thoại phụ mẫu câu đài Vita, vô cùng hân hoan được đón tiếp quý vị, những tâm hồn thiện lành cao cả đã về đây tham dự lễ mừng 100 năm ngày khai đạo cao đài. Và sau cùng của buổi lễ, trước khi mời họ cơm chay, ban tổ chức cùng các vị đại diện các chiếc bánh mừng sinh nhật kỷ niệm 100 năm mừng ngày khai đạo cao đài Việt Nam tại Vita cảnh sát. Thưa quý vị, quan khách tham dự cùng nhau hoan hỷ đến từng bàn để cùng nhau nhận thức ăn chay rất thơm ngon do ban tổ chức khoản đãi. Từ Vita cảnh sát, chúng tôi là Nguyên Nam, tường trình cho đài truyền hình FPTN.